Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Kẻ tấn công tình dục xác định nơi ở của nạn nhân qua hình ảnh phản chiếu trong mắt. Một tình huống khó tin nhưng đã xảy ra. Một nữ ca sĩ người Nhật bị tấn công tình dục ngay tại nhà sau khi hung thủ phát hiện ra địa chỉ của cô chỉ vì cô vô tình đăng một tấm hình trên mạng. Kẻ tấn công là một nam thanh niên 26 tuổi tên là Hibiki Sato, khai với cảnh sát rằng hắn đã tìm ra địa chỉ nhà của cô gái nhờ vào hình ảnh phản chiếu trong mắt cô trên một tấm hình selfie mà nạn nhân đã chia sẻ trên mạng. Theo đó, nhìn vào quang cảnh nhà ga Metro phản chiếu trong mắt cô gái, hắn ta đã định vị được nó ở đâu. Hắn đã phóng rất to hình ảnh phản chiếu trong mắt cô gái, sau đó dùng công cụ Google Street View để xác định tên của nhà ga. Y cũng đã nghiên cứu rất kỹ các video mà cô ca sĩ quay tại nhà của mình. Y quan sát các chi tiết như nơi đặt rèm cửa và hướng ánh sáng tự nhiên chiếu qua cửa sổ, từ đó xác định chính xác cô ấy đang sống ở tầng nào trong tòa nhà. Sau đó hắn túc trực tại ga này, chờ cho tới khi gặp được thần tượng của mình rồi bám theo về tới tận nhà cô. Hibiki Sato bị buộc tội đã rình mò đi theo cô gái về nhà vào đêm 1 tháng 9 vừa qua và tấn công tình dục nạn nhân. Sau khi bị cảnh sát bắt, sau đó y khai với cảnh sát là mình là người rất hâm mộ cô ca sĩ idol chỉ mới 21 tuổi này. Sự việc đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ khôn lường có thể xảy đến với tất cả mọi người từ những tấm hình chụp với độ phân giải cao đang được chia sẻ một cách vô tư trên các mạng xã hội. Các chuyên gia cho biết là những hình ảnh phẩm chất cao khiến việc xác định được những chi tiết trong hình ảnh dễ dàng hơn. Nó cũng có thể giúp cho cả việc định vị với sự hỗ trợ thêm của các dịch vụ khác như là Google Street View, khả năng tìm ra một vị trí sẽ còn cao hơn nữa. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể tiết lộ rất nhiều thông tin về nơi tấm hình đó được chụp và thông tin về những người có ở trong hình. Do đó đừng bao giờ đăng lên mạng những tấm hình mà bạn không muốn sếp của mình hay vợ chồng của mình cũng như những kẻ thù tồi tệ nhất của mình trông thấy. Bản tin này đáng lo ngại quá. Quá là đáng. Phải không? Nhất là trào lưu bây giờ các giới trẻ hay thích chụp hình đưa lên mạng này nó nguy hiểm quá. Và nhất là hình selfie nữa, người ta đó. Gần đó cho nên nhìn thấy rất là rõ những cái gì phản chiếu mắt kiến hay là mắt mai mốt. Chụp hình nhớ nhắm mắt lại nha. Như Thanh lần trước, Thanh Tâm có cáo giác là Khoa khá là thích chụp hình selfie khi đang đọc tin. Cái phần đó thì không lo ngại. Tại vì khi mà em chụp hình ở đây á, khi mà em đưa selfie lên, cái phòng phía sau là phóng giả. Cho nên là sẽ không thể định vị được cái tòa nhà này đang ở đâu cả. Cho nên cái chuyện nó an toàn. Cái thời buổi này đó, dĩ nhiên cái chuyện mà mình chụp hình đưa lên mạng là cái chuyện nó không tránh được. Nhưng mà bây giờ mà mỗi một cái chi tiết nhỏ xíu như vậy mà gây nguy hiểm quá như vậy thì làm sao bây giờ ta? Khoa các nghĩ mình nên không có nên mua mấy cái máy chụp ảnh mà nó cái độ phân giải cao quá. Mà. Bây giờ mình chụp xong mình phải làm mờ đi tất cả vậy đó thì có vẻ như an toàn hơn đúng không? Đâu. Nhưng không những cái vụ mà định vị không, cái gì nó mờ có vẻ nó cũng đẹp và an toàn. Lời khuyên chí lý của Khoa Cát, cái gì nó mờ nó cũng an toàn và đẹp hơn. Để kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị một cuối tuần thật vui và xin kính chào tạm biệt.